Bắt đầu bằng một cái ca lâm sàng nho nhỏ. Đây là ca lâm sàng rất là gây ấn tượng bởi vì nó xuất hiện trong ngay vào cái thời điểm vào tháng 7, tháng 8 năm 2021, cách đây một năm, tức là vào thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong giai đoạn chỉ thị 16 của dịch Covid. Ở đại dịch Covid là thời điểm đó tại thành phố Hồ Chí Minh mọi người hầu như không chỉ phải không thể ra khỏi nhà, và chỉ ra khỏi nhà khi mà có những cái giấy phép đặc biệt như là nhân viên y tế. Thì đây là một cái bệnh nhi 14 tuổi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi để vì một cái chỉ định là chỉ định điều trị ECMO cho một chẩn đoán là viêm cơ tim. Thì tại thời điểm này á, thì tại thành phố Hồ Chí Minh có một số ca viêm cơ tim nặng ở một số nam trẻ sau chích vaccine hoặc là sau khi nhiễm Covid. Vì thế cái chỉ định ECMO trong điều trị viêm cơ tim bệnh nhân trẻ này rất được các bác sĩ hồi sức quan tâm. Thì bệnh nhân được chuyển đến ban đầu là nghi ngờ là viêm cơ tim. Tuy nhiên kèm theo đó là một cái nhịp nhanh trên thất. Nhịp nhanh trên thất này làm cho bệnh nhân có tụt huyết áp chỉ còn 50 60 mm thủy ngân, và khi sau khi truyền vận mạch dobutamine thì nó lên được 80 trên 60 mm thủy ngân, và ngoài ra là bệnh nhân này nhịp lúc nào cũng là 160 lần một phút. Thì về phần tiền căn của bé thì bé này hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có một cái tiền căn nho nhỏ hồi cách đây trước đó một năm thì bé có than phiền về những cái đoạn hồi hộp ngắn ngắn chỉ vài phút và thôi. Và sau đó với cái Holter CG thì tại Bệnh viện Nhi Đồng thì bé được chẩn đoán là một nhân xoang và được điều trị là bisoprolol 5 mg một ngày. Thì sau đó là cái Holter kiểm tra sau điều trị là chỉ còn những cái ngoại tâm thu nhĩ với cái gánh nặng là 6%. Do đó coi như là bé được điều trị ổn định. Việc tiếp theo, bé uống thuốc không thường xuyên lắm và cũng không có gây trở ngại này trong cái hoạt sống cuộc sống thường ngày của bé. Bé vẫn đi học, chơi thể thao bình thường. Và khi mà bé nhập viện ở một bệnh viện trước đó thì bệnh cảnh lâm sàng cho thấy một cái tăng nồng độ troponin nhẹ nhẹ ở trong máu và tăng cao NT-proBNP với mức là 197 mg trên ml, và đặc biệt là buồng thất trái của bé giãn rộng là 62 mm với phân suất tống máu chỉ 29%. Và bệnh nhân sau khi được điều trị dobutamine furosemide digoxin cộdarol trong vòng 2 ngày không triệu chứng cải thiện triệu chứng thì bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy với mục đích là để chạy ECMO cho một cái chẩn đoán là viêm cơ tim. Nhịp nhanh này nghĩ là một cái nhịp nhanh thất kèm theo mà thôi. Thì đây là cái hình ảnh X quang và điện tâm đồ lúc bé nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng ta thấy bóng tim rất là to, có xung huyết phổi và điện tim cho thấy một cái nhịp nhanh trên thất với cái dạng là long RP prime, sóng sóng P ở rất xa và nó âm ở chuyển đạo D2, D3 và AVS. Tuy nhiên bệnh nhân do được đã thông tuyến trước đó là đến để chạy ECMO, do đó bệnh nhân được nhập ngay vào cái khoa hồi sức ICU của bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đó bé được chạy ECMO gần như là lập tức VA-ECMO. Sau đó là ban đêm thì do tình trạng hô hấp của bé không cải thiện, do đó bé được đặt nội khí quản và thở máy. Thì những cái ngày tiếp theo đó ở khu ICU thì với cái chẩn đoán viêm cơ tim mọi người rất là hài lòng, bởi vì bé xảy ra rất là nhiều nhịp nhanh, ngoài một cái nhịp nhanh trên thất 160 170 lần một phút, bé còn có những cái cơn nhịp nhanh thất, những cơn xoắn đỉnh đòi hỏi phải sốc điện nhiều lần, điều trị bằng cordarone truyền tĩnh mạch liên tục trong mấy ngày, sau đó biến chứng viêm phổi. Thì trong những cái ngày tiếp theo sau 2 tuần thì có vẻ giống như là những cái rối loạn nhịp thất nó đã dần dần ổn định, trong khi đó nhịp nhanh trên thất nó vẫn còn và nó làm cho tình trạng suy tim của bé càng ngày càng nặng hơn. Thì ở đây chúng ta thấy vào ngày thứ 17, các bác sĩ ở ICU đã phải thay cái màng ECMO, VA-ECMO bởi vì đông màng. Ngày thứ 17 của ECMO sau một cái chỉ định chạy ECMO cho viêm cơ tim thì cũng quá nhiều rồi. Thường cái chỉ định chạy ECMO nó chỉ gói gọn trong vòng vài ngày đến vài tuần mà thôi. Và rõ ràng trong cái tờ điều trị đến tờ thứ 30 mấy rồi, chúng ta vẫn thấy bệnh nhân vẫn tiếp tục được truyền cordarone, amiodarone, truyền tĩnh mạch và nhịp nhanh trên thất là vẫn còn. Như vậy giải pháp là như thế nào? Chúng tôi lúc đó thì sau 3 tuần chạy ECMO kèm theo cái truyền amiodarone liên tục, nhịp nhân vẫn nhịp nhanh xoang, và chính cái nhịp nhanh gọi là nhịp nhanh xoang tại chẩn đoán là ECMO. Về chính cái nhịp nhanh này chúng ta thấy làm nó thay đổi cái huyết động học của bệnh nhân, và các bác sĩ rất là muốn cai ECMO rồi, nhưng vì cái nhịp nhanh này mà không thể cai ECMO, huyết động vẫn không ổn định. Vì thế vào thời điểm gần 3 tuần lễ thì chúng tôi mới được mời lên cái khoa ICU để biết cái bệnh nhân này và đề xuất phải làm cái gì đó trong khi bệnh nhân đang chạy ECMO để họ có thể cai ECMO.
thì các đồng nghiệp của chúng tôi đã sử dụng hết tất cả các thuốc rồi. Do đó còn một cái vấn đề cuối cùng là chắc phải thăm dò và triệt đốt định sinh lý cho em bé này. Và cái thời điểm đó, đây là một cái trường hợp khá là đặc biệt, bởi vì một bệnh nhi được chuyển trong chỉ thị 16, chúng tôi cả các bác sĩ ICU điều trị mà không có hề thấy mặt ba mẹ của em bé. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra ở trên điện thoại. Ở nhà ba mẹ em bé chỉ có việc chuyển tiền cho bệnh viện và tiếp tục nghe thông báo, giải thích về các thủ thuật, nghi cơ thủ thuật, và các bác sĩ trưởng khoa sẽ ký vào cái hồ sơ thủ thuật là ba mẹ đã được giải thích và đồng ý với nguy cơ. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi làm một cái thủ thuật thăm dò điện sinh lý với tất cả các hệ thống ECMO. Và rất là may mắn cho chúng tôi là không biết các bác sĩ ICU đã chuẩn bị sẵn một cái đường là chỉ đi vào đường động mạch, cái canulin động mạch ở động mạch đùi phải và canulin tĩnh mạch ở động tĩnh mạch đùi trái. Vì thế còn chừa lại một cái tĩnh mạch đùi phải để cho chúng tôi làm thăm dò điện sinh lý. Thì đây là điện tim của em bé khi bước vào thăm dò điện sinh lý, thì chúng ta thấy rằng đây một cái dạng long RP prime nhịp nhanh với có ba cái chẩn đoán có thể xảy ra: một là AVNRT không điển hình, hai là AVRT và cuối cùng là nhịp nhanh nhỉ. Thì thường vào thời điểm mà chúng tôi đưa bệnh nhân trên bàn, chúng tôi cứ nghĩ rằng đây một cái dạng AVRT, dạng PJRT, nó có thể nhanh dai dẳng đến như vậy và kháng với điều trị cortisone. Tuy nhiên khi mà chúng tôi đưa các cateter lên với buồng tim thì đột ngột nhận thấy rằng không biết là do cateter chúng tôi làm block một cái sóng A dẫn truyền xuống thấp hay sao, mà tới đây mình thấy một cái sóng A không dẫn, và lúc đó ở trong buồng tim chúng ta thấy rằng rõ ràng một sóng A không dẫn và kết hợp sóng A gợi ý đây là một cái chẩn đoán đến một cái nhịp nhanh nhỉ. Và quả thật là như vậy, khi chúng tôi đưa đầy đủ dụng cụ vào trong buồng tim và tiến hành cái nghiệm pháp kích thích thất thì rõ ràng là kích thích thất không có làm thay đổi cái cycle length của nhỉ, và đáp ứng thất rõ ràng đó là một cái đáp ứng VAAV response cho một cái nhịp nhanh nhỉ. Và ở cái nhịp nhanh nhỉ này thì kỹ thuật viên 3D của chúng tôi vẫn không có thể đến bệnh viện để làm cái thủ thuật 3D chúng tôi. Lý do rất là đơn giản là nấy ở trong một cái khu chung cư, mà chung cư có người nhiễm Covid, do đó anh ấy không được ra khỏi nhà. Vì thế chúng tôi đã mapping cái nhịp nhanh nhỉ bằng hệ thống fluoroscopy duy nhất 2D mà thôi. Và rất là may mắn, bởi vì đây là một cái nhịp nhanh nhỉ mà như quý anh đồng nghiệp đã thấy là cái sóng P nó rất âm ở D2, VA3 và AVF. Do đó chúng tôi mapping trực tiếp đến cái vùng mà gần cái xoang vành. Thì may mắn là cuối cùng thì cái ổ nhanh nhỉ nó nằm ở phần thấp của xoang vành, và chỉ sau 3 giây triệt đốt thì nhịp nhanh nhỉ nó đã chấm dứt và bệnh nhân trở về nhịp xoang. Thì hình ảnh nhịp xoang cho thấy cái sóng P nó dương ở D2, D3, VF nó rõ ràng. Thì giống như bác sĩ Bửu Đan đã từng nói là đôi khi một cái nhịp nhanh nhỉ gì nó suppress một cái nhịp nhanh xoang, và sau khi chúng ta đốt nhịp nhanh nhỉ nó lò ra nhịp nhanh xoang, thì đây là một cái trường hợp tương tự. Tuy nhiên nhịp nhanh xoang trong trường hợp này có thể thuận do những cái tình trạng mà huyết động chưa ổn định của bệnh nhân gây ra. Thì đây là hình ảnh huyết động của bệnh nhân. Huyết động của bệnh nhân lúc nhịp nhanh lúc nhịp nhanh nhỉ chúng ta thấy là huyết động không ổn định, và ngay trở về nhịp xoang thì cái huyết áp của bệnh nhân đã quay trở về gần như là bình thường. Và điều này cho phép các bác sĩ ở ICU cai dần máy ECMO vào ngày hôm sau và ngưng rút ECMO và cũng ngày hôm sau nữa, tức là chỉ có 2 ngày sau khi mà triệt đốt thành công nhịp nhanh nhỉ thì bệnh nhân đã có thể rút được ECMO. Và sau đó tỉnh táo hoàn toàn, bệnh nhân được điều trị với phác đồ điều trị suy tim nội khoa, thì chỉ sau 1 tháng thì lâm sàng bệnh nhân ổn định, không còn khó thở ngay cả khi gắng sức nhẹ, và bệnh nhân vẫn là một cái nhịp xoang. Thì để chứng minh cho các bác sĩ ở ICU rằng đây là một cái bệnh cảnh là suy tim cấp do nhịp nhanh chứ không phải là viêm cơ tim, thì chúng tôi tiến hành một cái MRI tim vào 1 tháng sau đó. Thì mặc dù là bác sĩ MRI đọc MRI phát hiện có những cái hình ảnh bắt thuốc muộn, tuy nhiên những cái hình ảnh bắt thuốc muộn này nó rất ít lắm, do đó người ta vẫn nghĩ rằng đây là một cái bệnh cảnh bệnh cơ tim giãn nở với buồng thất là 85mm đo trên MRI và phân suất tống máu là 25% đo trên MRI. Thì chỉ sau 2 tháng thì chúng ta thấy rằng cái nhịp xoang của bệnh nhân vẫn duy trì nhịp xoang, và bắt đầu bệnh nhân có những cái cải thiện rất là rõ rệt về phân suất tống máu. Phân suất tống máu sau 2 tháng điều trị đã tăng lên 53% và buồng thất trái giảm xuống chỉ còn 52mm. Lúc này bệnh nhân được giảm các liều điều trị thuốc suy tim, và 6 tháng sau thì bệnh nhân hoàn toàn hồi phục cái chức năng tâm thu thất trái là 66% và buồng thất trái chỉ còn 45mm và được ngưng thuốc hoàn toàn. Và bệnh nhân tái khám cách đây
một tháng thì vẫn rất là vô tư, sung sướng, sống một cuộc sống bình thường của trẻ em và đi học bình thường, sinh hoạt thể thao bình thường. Thì khi chúng tôi nói về một cái nhịp nhanh trên thất mà gây nhịp gây một suy tim cấp đến như vậy, đến choáng tim và cần phải điều trị ECMO, thì chúng tôi quay lại xem rằng các khuyến cáo khuyến chúng ta điều gì. Thì rõ ràng qua cho khuyến cáo 2021 của suy tim, người ta nói đến cái suy tim cấp trước sau khi cái điều trị bằng hỗ trợ bằng các thuốc vận mạch, hỗ trợ bằng cái hỗ trợ hô hấp và đặt cái những cái dụng cụ như là ECMO hoặc dụng cụ hỗ trợ trích trái để cải thiện cái cung lượng tim của bệnh nhân. Thì ngoài ra người ta còn hướng đến chúng ta với nhận diện ra được cái nguyên nhân của suy tim cấp là viết tắt là Trampic. Thì đối với các nguyên nhân của suy tim cấp á, thường chúng ta nghĩ đến những cái nguyên nhân như viêm cơ tim, như bệnh mạch vành, nhưng mà có một cái chữ A trong đó là rối loạn nhịp cũng có thể gây tim cấp, suy tim cấp mà thường chúng ta bỏ qua. Và thường khi nhắc đến rối loạn nhịp dẫn đến suy tim cấp, chúng ta thường nghĩ đến những cái rối loạn nhịp cao cấp hơn giống như nhịp nhanh thất, mà ít nghĩ đến những cái nhịp nhanh trên thất như vậy. Và trong cũng trong khuyến cáo về suy tim, người ta nói rằng chúng ta nên nhận diện cái nguyên nhân gây đến suy tim cấp và phải điều trị cái nguyên nhân này càng sớm càng tốt. Thì chúng tôi lục lọi ở trên những cái trang web để coi những cái khuyến cáo nào cho phép chúng ta triệt đốt mà một cái nhịp nhanh trên thất với sự hỗ trợ những dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Thì như cái phần trình bày về khuyến cáo như bác sĩ Trương Quang Khanh đã trình bày thì rõ ràng không có đề cập đến vườn này. Thì rõ ràng là khuyến cáo không nói gì về việc triệt đốt với dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học ở nhịp nhanh trên thất. Nhịp nhanh thất có khuyến cáo nhưng nhịp nhanh trên thất thì không. Thì chỉ có một bài chúng tôi xem được, đó là một cái bài về triệt đốt những cái nhịp nhanh trên thất ở những cái dụng cụ trên những bệnh nhân sốc tim mà đang sử dụng dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Thì ở đây người ta báo cáo chỉ có 5 trường hợp mà thôi. Thì trong 5 trường hợp này thì có một trường hợp là run nhĩ đáp ứng thất nhanh, người ta đốt nút nhĩ thất. Có một trường hợp nhanh nhĩ tương tự như chúng tôi. Có 2 trường hợp là AVNRT và một trường hợp là đốt cái cuồng nhĩ. Thì ở đây là trong 5 bệnh nhân này có một bệnh nhân sử dụng VA ECMO như trường hợp của chúng tôi, một bệnh nhân sử dụng dụng cụ hỗ trợ thất và một bệnh nhân dụng cụ Impella, một và 2 bệnh nhân sử dụng cái dụng cụ hỗ trợ thất do cái dòng HMIE. Và ngay cả nhịp nhanh nhĩ cũng có một bệnh nhân nhịp nhanh nhĩ phải sử dụng cái bóng dội ngược động mạch chủ và đem tất cả những cái dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học này đem bệnh nhân đi triệt đốt. Thì đây là những cái hình ảnh trong cái bài báo đó cho thấy là đây là một bệnh nhân đã được đốt nhịp nhanh nhĩ mà có dụng cụ hỗ trợ thất là bóng dội ngược động mạch chủ. Thì chúng ta thấy rằng vì sao mình phải chấm dứt cái cơn nhịp nhanh trong những trường hợp như vậy, bởi vì nhịp nhanh trên thất là đôi khi có thể làm cái huyết động nó không ổn định, làm cho một cái bệnh nhân đi suy tim cấp khó cai được các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học và cũng không có thể nào mà chấm dứt được cái chuỗi vòng xoắn bệnh lý. Vì thế trong cái khuyến cáo về bệnh cơ tim do nhịp nhanh, người ta thấy rằng là chỉ có triệt đốt hoặc sử dụng cái thuốc chống loạn nhịp thích hợp thì mới có thể cắt được cái vòng xoắn bệnh lý này. Thì kết luận rằng đôi khi chúng ta có những cái trường hợp mà nhịp nhanh trên thất và dai dẳng có thể đưa đến những cái trường hợp suy tim cấp, thậm chí là choáng tim. Vì thế và những cái trường hợp này có thể là gây cản trở cho các bác sĩ hồi sức trong cái việc cai các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Và đôi khi là thường thì chúng ta nghĩ là nhịp nhanh trên thất á, thì dễ dàng kiểm soát bằng thuốc. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhịp nhanh trên thất mà trong cái bệnh cảnh choáng tim thì có thể là những cái nhịp nhanh thất này không đáp ứng với những điều trị và nội khoa bằng thuốc. Và trong trường hợp đó chúng ta nên cân nhắc triệt đốt sớm để cắt đứt cái vòng xoắn bệnh lý cho bệnh nhân. Dạ em xin hết ạ.